Tối ngày 20 tháng 6, Hằng Du Mục, Nguyễn Thái Hằng, sinh năm 1995, lên sóng livestream chốt đơn như lịch đã hẹn. Song điều khiến cư dân mạng thắc mắc hơn là loạt dấu hiệu bất ổn của cô trên sóng trực tiếp. Theo đó, trên livestream mới nhất này, gương mặt của Hằng Du Mục xuất hiện vết bầm tím lớn kéo dài từ một bên má đến cổ. Ngoài ra, một tay của nữ TikToker này cũng có vết bầm tím và bị cứng khớp, không thể hoạt động linh hoạt được. Trong quá trình livestream, Hằng Du Mục chỉ dùng một tay, còn một tay bị đơ cứng. Rất nhiều bình luận gửi đến Hằng Du Mục trên livestream hỏi về tình hình hiện tại của cô, đồng thời thắc mắc có phải vết bầm tím đó là do chồng gây ra. Tuy nhiên, Hằng Du Mục vẫn giữ thái độ bình tĩnh để tiếp tục livestream bán hàng, không có chia sẻ gì thêm. Kết thúc livestream, Hằng Du Mục bất ngờ đăng tải clip tay bị thương kèm theo dòng chia sẻ tố chồng vũ phu, giả dối. Cô viết, khi một lần nữa tin họ nói rút đơn báo án đi sẽ để mình ở nhà với con và cuối cùng. Như vậy, từ chia sẻ của Hằng Du Mục, nhiều người dự đoán sau nhiều lần bị chồng tác động, nữ TikToker đã trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, vì chồng mang con ra nên cô buộc phải rút đơn. Tuy nhiên cuối cùng, chồng lại khiến cô thất vọng vì chứng nào tật nấy. Giữa lùm xùm, một người thân cận trong ekip Hằng Du Mục cũng lên tiếng bảo vệ cô nàng. Người này khen nữ TikToker làm việc chuyên nghiệp, ẩn ý minh oan cho cô. Anh này viết, ứng xử văn hóa, chuyên nghiệp trong công việc, có trách nhiệm với những lời đã hứa. Đó là những gì Linh đã và đang thấy ở em gái mình trong suốt 11 năm qua. Trước đó, mâu thuẫn hôn nhân của Hằng Du Mục và chồng người Trung Quốc tên Tôn Bằng trở thành tâm điểm chú ý. Mọi chuyện bắt nguồn từ những livestream của chồng nữ TikToker với thái độ gay gắt, tố vợ đi làm quên gia đình, nhiều ngày không về nhà, thậm chí anh còn đòi ly hôn. Tôn Bằng cho biết không muốn vợ nổi tiếng trên mạng xã hội. Anh chia sẻ từ khi Hằng Du Mục nổi tiếng, cô không quan tâm đến con cái, nhà cửa, một tháng chỉ về nhà 3 ngày. Đồng thời chồng tố Hằng Du Mục chặn tin nhắn, cầm theo giấy tờ của con từ Việt Nam trở lại Trung Quốc nhưng không về nhà. Trong một livestream mới đây, Hằng Du Mục và chồng còn tranh cãi nảy lửa, đề cập đến chuyện chăm sóc con cái, công việc riêng của cả hai. Theo một số người xem trực tiếp livestream, Hằng Du Mục đã khóc khi nói chuyện với ông xã nhưng cả hai không thể tìm được tiếng nói chung. Trải qua mấy năm làm việc, đều kiếm đủ tiền nhưng có vẻ cô ấy không thấy hài lòng. Kiếm được 1 tỷ nhưng lại muốn 10 tỷ, 10 tỷ rồi lại muốn 100 tỷ. Tại sao cứ phải nổi tiếng, làm lớn hơn, kiếm ít hơn cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc, tại sao không làm vậy? Chồng Hằng Du Mục chia sẻ. Cách đây vài ngày chồng Hằng Du Mục từng mở livestream đòi ly hôn. Cụ thể anh nhắc đến việc gọi điện, nhắn tin nhưng vợ không trả lời cùng với đó là chuyện Hằng Du Mục thường xuyên livestream cùng Quang Linh. Chồng Hằng Du Mục cho biết có thể vợ với Quang Linh chỉ là chị em làm việc chung nhưng với anh thì đó là một người đàn ông, không có chuyện bạn bè đồng nghiệp. Thậm chí anh còn nhắc đến việc nếu thực sự đã hết tình cảm thì có thể ly hôn. Sau tuyên bố đòi ly hôn của Tôn Bằng, Hằng Du Mục cũng đã có động thái trên trang cá nhân. Dù không trả lời trực tiếp vào các thắc mắc về tình trạng gia đình, nhưng những chia sẻ của cô phần nào khẳng định rằng cô đã trưởng thành và biết điều gì là đúng, sai. Cô nhấn mạnh rằng vì đã làm mẹ, cô sẽ sống có trách nhiệm hơn. Hằng Du Mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng, sinh năm 1995. Cô được biết đến thông qua series Cuộc sống Du Mục trên chiếc xe nhà di động cùng chồng con. Hằng Du Mục hiện đang sinh sống tại Trung Quốc. Sau khi lấn sân livestream bán hàng, cô tiếp tục gây chú ý về những phiên live thu hút nhiều người xem. Chồng của Hằng Du Mục có tên Tôn Bằng, sinh năm 1981. Trước khi kết hôn với Hằng Du Mục, anh có hai con riêng. Cặp đôi cũng đã có với nhau hai con chung. Hằng Du Mục hiện sinh sống trong một biệt thự rộng lớn, cuộc sống sung túc tại Trung Quốc cùng chồng con.